Thì á, cô mời các cô chú á, các anh chị và các bạn đi xuống nhà cậu con á, bẻ thử trái đó xem mình ăn thế nào nha. Bây giờ cô mời các cô chú các anh chị đi cùng con. Con thì con không lo à, con lo anh ta. Ông ơi.
chơi nó thiệt, con tao nó chơi đâu. Chơi xuống mẹ ơi, kẹt đất con rồi. Ai đâu á? À. Ê. Mày không thấy con đâu. Ông không nguyên vậy. Ê, ra. Cái chùm bên kia kiểu nó cứ trơn rồi kìa. Chùm sau lưng Phú kìa, trên đầu Phú á. Chùm biết ba to luôn, bên kia quay lại. Ừ, bên đó đó, nhìn lên. Bẻ đi chùm nó thôi. Bẻ chùm nó luôn rồi đó. Cố lên. Con ăn hôm qua cũng thích quá. Ăn xong rồi nhức đầu luôn á. Ăn cục treo. Ăn cục treo. Dục là gớt hết luôn. Ăn hộp cục treo. Ê, sao bẻ miếng chùm? Yeah. Quan rồi anh. Rồi. Bẻ miếng chùm không bẻ. Trời ơi, trái cây tạo nó dẻo nữa ở trong. Để miếng chùm nó mới đẹp chứ ba. Bẻ chùm. Cái gì mà chùm? Bẻ được. Nhớ chùm. Xay vòng vòng cầm miếng chùm xay 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 xay. Con trai ăn đứa thì mày yếu vậy. Ủa cái này ăn được không? Trời ơi. Anh em ăn cái gì? Anh em ăn cái chèo. Anh em ăn cái chùm. Ba, ba, ba. Hay quá vô mặt, hay quá vô mặt. Con cá, ấy còn chơi. Vậy đi, dục bên kia đi, dục lại bên kia kìa. Dục đi, khỏi chợt. Dục xuống dưới lại đi kìa, dưới đó kìa. Giờ tới cái lớp màu đỏ như là gỗ gì á thì mình sẽ cắn ra nha. Cái phần trong trong là phần mình ăn được nè. Được không? Cái phần này nè, trắng rồi. Đây. Dạ ăn thôi. Ăn như hạt dây ăn bùi bùi.
béo béo nước. Nó già một chút á, nó già một chút, nó giống như dừa khô hơn. Ăn cái này giống nữa. Ê, gớt, không biết mình nó ăn hả xem. Nó lớn như chùm lên luôn. Cái đó nó già nhưng mà nó chưa già lắm á, thì ăn cái nhạt sen, còn nó già dữ lắm thì nó cậu ăn cây này cậu lâu chưa, sao sáng giữ như cậu ăn lâu rồi, hồi lúc ít trái rồi có năm ta nhiều trái nhất. Cây này khoảng 2 năm, lúc này là 5 dĩa à. Chào cô đó. Ý là mất dừa rồi đó. Ăn kỹ thì thơm mùi dừa. Bồng bồng. Với mùi thơm mùi dừa. Con chắc chỉnh đi đấy ra. Ăn hồi là ăn quảng té đìa. Đi té đìa. Lần thứ mấy đứa anh ăn cái này đứa ạ? Thứ mấy? Đây là mấy lần đầu tiên ăn nè. Lần thứ... anh nào? Thứ này nào? Không biết ăn được mấy lần hả? Lần đầu tiên, lần đầu trước. Là lúc đó thì nó bị dính héo. Ăn không có ngon bằng cái này. Còn lúc mà ăn sống nữa cơ. Không biết mà ăn sống chết đó, còn độc lắm. Ngon quá. Ở trong nó có sơ ý thịt ăn sơ ăn trái gì ta. Không. Còn theo mà có gì ở trong á. Ở ngoài à, đó. Tim. Cái cọ. Cái hình nó giống như trái nho vậy á. Đúng không? Cái nho đen nó thấy giống trái chanh thường. Cái chanh là cái gì? Vậy vậy nó giống như cái lõi ở trong của hạt bàng vậy á. À biết rồi. Giống không? Giống như vàng luôn. Vàng. À phát hiện ra rồi. Tôi bẻ cái này ra là giống cái tim vậy á. Mà không giống cho lắm. Thi hịch. Thi hịch à. Cái này hơi giống nè. Cái này giống nè. Cái này giống nè. Này giống. Ừ, cái quý cũng giống luôn á. Cái thằng nhỏ nhất. Nhìn ngoài chưa nè. Ngon. Ăn thử này em xí. Ngon quá. Mày giao không? Ăn này ngon mày đúng hơn á. Ăn nhiều quá thì ngộ độc mà. Ngon. Ăn thử. Ngon. Dạ, cái rộng này thử ơi. Ăn nhiều quá say mà. Có chuyện ngồi đọc quá à? Có đâu. Cái này say. Ôi, sẵn luôn rồi à. Cái đầu này thống ra nó sợ là. Tao có đọc mà. Đi rồi tới cá bậy. Rồi làm. Ngon quá. Cứng quá à.
và lạ luôn á. Bùi bùi, à, vừa bùi bùi, bùi ngọt ngọt nữa. Nhà nào mà có trồng thì nên ăn thử cho biết nha. Giờ con thì thôi video của con á, tới đây cũng kết thúc rồi. Các cô chú nhớ đăng ký và like cho con nha. Để con có động lực làm các clip sau nha. Con xin tạm biệt cả nhà.